Dự luật trên yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ trong vòng 60 ngày phải thảo một báo cáo, trong đó nêu đầy đủ tên của các công ty và cá nhân liên quan đến dự án xây dựng đường ống dòng chảy Phương Bắc 2 và dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, một đường ống khác từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ. Các biện pháp trừng phạt có thể bao gồm đóng băng tài sản và thu hồi thị thực Mỹ cấp cho các nhà thầu. Washington đưa ra quyết định này do quan ngại về việc tăng nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga sang Tây Âu sẽ khiến các nước ở khu vực này phụ thuộc nhiều hơn vào Moscow, từ đó gia tăng tầm ảnh hưởng chính trị của Nga tại châu Âu. Trước đó, EU từng nhiều lần phản đối việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào các dự án này. Berlin cho biết sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này với các đối tác Mỹ. Dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt dòng chảy Phương Bắc 2 qua lòng biển Baltic trị giá 11 tỷ đô la Mỹ và dự kiến tăng gấp đôi lượng khí tự nhiên từ Nga tới Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu.